khi đến phần lật mặt á, chúng ta cứ trao huy chương đồ này kia cho nó xong xuôi này kia nọ rồi. Miko là quyền đội trưởng ngày hôm nay, đội trưởng bù nhìn trong vài phút đầu, nên hôm nay Miko sẽ dùng cái danh dự là trao lại huy chương cho khách mời mà thắng cuộc, đó chính là bạn Tân Trê. Chúc mừng bạn Tân Trê. Rồi. Và với chiếc huy chương này, bạn có thể quay lại với biệt đội sao chúng tôi bất kỳ lúc nào. Chào đón bạn. Lần đầu tiên những huy chương vàng á trời, sung sướng dễ sợ. Bây giờ Tân chọn luôn đội trưởng cho tập sau đi. Được phép hả? Được phép. Dạ. Không có thời gian nhiều nữa. Chọn đội trưởng thôi mà, có gì đâu. Em xin phép được chọn chị Cát Tường làm đội trưởng. Ở trên tay tôi là phong bì phần thưởng của nhóm chúng ta. Sẽ ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần bắt điệp viên. Thì bây giờ đội bạn thắng rồi bạn ơi. Bạn thắng trước đi. Bạn Miko bình luận trước đi. Miko hôm nay chơi rất là tập trung nên không có biết ai là mà điệp viên. Nhưng mà Miko có cảm giác là điệp viên nằm trong đội thua. Qua cái vẻ thì em có chút nghi ngờ với chị Tường. Tại vì cái khuôn mặt của chị nó gian theo cái kiểu điệp viên bình thường. Nhưng mà bị một cái là giữa đâu hai ai đúng được cái gì đâu. Tại vì hai người này không có sự ăn ý. Đúng. Nên cái khâu chính giữa là đã không nhẹ được. Nên chị không thể nào chị đoán được. Chị đoán được thì nó lộ liễu quá. Thì thôi em nhường phần nói lại cho mọi người. Nên em chỉ nói tới đây thôi. Rồi cuối cùng là em được chọn ai? Em nghĩ chị. Ủa vậy hả? Em nghĩ điệp viên chỉ có một trong hai người, đó là chị Tường hoặc Bazo. Cô đáng hình lúc mà em đưa cái bảng lại cho chị, em thấy được ánh mắt kia thì tức giận. Đúng, chính cái ánh mắt đấy. Đúng. Đâu, cái con này nó dễ xấu quá. Cái dễ bớ một cái mình cũng có thể nói được. Mà nó dễ xấu, dễ lạc đà quá. Đúng, thể nói được. Càng kia đó con thằng lằn mà nó vẽ bốn cái bằng cái bốn cái hình ô vuông vậy, chị nói đoán con gì? Con nó. Mặc dù chị Cát Tường biết cái đó là con thằng lằn nhưng không phải là đó. Sao nói tự nhiên vậy? Nói là không biết điệp viên sao? Không, vậy em luôn. Rồi giờ tới anh Tân nè, anh Tân nghĩ là ai? Tân thì chỉ hai người thôi, bắt vô và cắt tường. Vậy là đó một người rồi, hai người. Chốt lại, chốt lại. Mình suy nghĩ là những gì cho mình nhìn nhận được, đúng không? Là em suy nghĩ, em cũng là nghĩ là chị cắt tường. Trong cái dòng vẽ đó thì có nghĩa là chị rất muốn là đoán, nhưng mà tại vì đồng đội của chị vẽ không được. Cho nên là chị rất bực và chị rất tức. Cho nên là mỗi lần mà tới lượt em nhảy em vẽ đó, chị kêu em mày lên đi, đi lên đi. Tất cả là dù em không kêu em xuống, mặc dù em xuống không làm gì hết. Cho nên là em nghĩ là chị Tường có vẻ hơi cây cú hay cái vụ mà biết mà không nói được. Rồi tới bây giờ với một kinh nghiệm tham gia biệt đội S6 suốt 2 năm trời qua của em, thì em không dám nói là chị Cát Tường, nhưng trong lòng em đã suy nghĩ là như vậy. Ngay từ khi mà sắp xếp cái người là người đoán và cái người chơi á, cho nó nhảy đi. Anh Tạ dễ đoán lắm em ơi, với cái sự thông minh của anh đó. Thì cái việc mà sắp xếp là ai đoán và ai nhảy á, khi đó chị Tường đoán thì mình nghĩ là có thể là chị Tường, tại vì mình thì chắc chắn không phải điệp viên rồi. Một điều nữa, nếu như mà ở đây bạn mình là một người điệp viên chẳng hạn, thì bạn ấy những gì mình tả có xấu chút xíu đi nữa thì bạn cũng tương đối dễ hiểu để bạn vẽ ra. Bạn vẽ xấu quá, bạn không có thể nào tải được. Nói chung là em không muốn nói là chị Tường đâu, nhưng trong lòng em vẫn nghĩ chị Tường. Rồi. Còn không biết Tâm sao, có thể là chưa có kinh nghiệm nhiều với biệt đội X6 hay sao. Nhưng mà Tâm nghĩ là một là Lan Trinh, hai là Sĩ Thanh. Tại thấy hai người giỏi quá đúng không? Không. Một là thấy là bên này quá nhoi, hai là thấy Sĩ Thanh quá im. Rất là phân vân, là không biết là bởi vì phong cách hay là do là có cái gì đó che giấu bên trong mà im im. Có thể là Sĩ Thanh. Nhưng mà rất là nghi ngờ là Sĩ Thanh từ đầu đến giờ. Tại vì thấy mọi thứ rất là im, không có gì tham gia vô hết trơn. Trời ơi, người ta làm thơ tan nát vậy mà không tham gia. Nhưng mà kiểu mà người như nó cứ đùng tới đùng lui, lâu chọt được câu đi thôi. Nhưng mỗi lần ta chọn câu, câu ý nghĩa, câu đúng, câu đàng hoàng. Chị cũng nghĩ là Sĩ Thanh. Tại vì tôi không phục, tôi ngồi đoán thấy mồ. Tại vì điệp viên chỗ này chỉ có ở cái vòng đoán thôi, vẽ hình và đoán thôi. Chứ điệp viên, đạo làm thơ là không điệp viên được rồi. Đúng không? Câu kia thì nhiều khi nhanh lắm có 5 giây à. Mình có biết mà hai bạn mình không biết cũng không kịp. Là chỉ có cái vòng vẽ hình và đoán thôi. Thì mình rất là không phục lý do tại sao mà vẽ cái gì mà Lan Trinh là do ăn gian, Tân Trề là do ăn gian. Tại vì nó nhép miệng, nó nói. À, Sĩ Thanh có thể đoán được đó là con gấu trúc. Trong khi là bà Lan Trinh mới vẽ con cây dừa. Ăn cái dừa. Không. Thôi nha, thôi. Ăn mừng một cái con nào. Yeah! Nhìn vô rõ ràng cái cây dừa. Ai cũng nhìn là cây dừa hết á. Cái
cây dừa, cây tre thì nó phải cao vậy nè. À, trăm đốt rồi đó, đốt đốt đó. Có đốt mà. Vậy cây dừa. Em coi là con không. Bắt này đoán là được của nó mà. Con mất nó đen là con gấu gì nữa. Đen có một con à, không thể nào mà đoán được con gấu rút được hết trơn á. Thì bởi người ta nói người thông minh suy nghĩ. Ừ, rồi thì thông minh. Ừ. Đoán. Em không muốn nói chị Cát Tường đâu, trong lòng em là nghĩ chị Cát Tường. Phải vào không Thanh? Hả? Che đừng cho con này. Cho coi. 20 giây. Có khi nào là sĩ Thanh? Gắt nghe. Và bây giờ kết quả của từng người. Sĩ Thanh. Rồi, Tâm cũng là sĩ Thanh. Tiền chia nhiều quá. Ủa sao ạ? Ba số. Cát Tường. Ba số. Cát Tường. Ba số rồi. Dám ba số lắm. Ba số ạ. Ba số. Tất cả mọi người biết ai là điệp viên ngày hôm nay. Ông biết hả? Đâu hả? Điệp viên của chúng ta ngày hôm nay là chạm tay vào đây đi cưng. Hai gì em đó. Anh vô. Cái thằng này lắm rồi. Chị kia em chạm vô nhưng không lấy con mình em mà chị ơi. Cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn các bạn. Tôi cảm thấy bị phản bội. Cuộc sống này nên tin tưởng nhau chứ các bạn. Tôi cảm thấy bị phản bội, lòng tin. Tôi còn biết tin vào gì nữa. Chắc mình biết hai tờ 500 là một triệu chứ hả? Ôi, cuộc sống này vốn vui vẻ làm sao khi có một triệu trong người nhỉ? Bạn đã xử lý như thế nào để qua mặt chúng tôi nào? Thiệt luôn hả? Điệp viên luôn. Trời trời trời. Cũng tin luôn á. Mới tham gia lần đầu tiên cho tôi làm điệp viên chạy. Thôi kệ, ráng cố gắng rồi biết sao giờ. Cái vòng thứ hai là cái vòng nhảy á, nhảy vô là anh biết cái độ nước trước phải không? Chính xác là biết cái độ nước. Khi mà biết đưa cái nước vô á là sẽ biết suy nghĩ là sẽ đổ vô cái bong bóng. Là mà nãy giờ mọi người chỉ đi kiên quan đó là đổ chai nước vô cái bong bóng nhưng không biết được là bên ban tổ chức có kêu là nếu mà cái bóng nó rất nhẹ thì lấy bong bóng quấn vô nắp chai, quăng nguyên cái chai nó sẽ độ nặng sẽ có nặng hơn. Mọi người nãy giờ quên mất cái chi tiết là cầm cái chai nhưng mà nói cái chai được bóng bóng không hả? Cho nên là Tân rất mừng diễn ra đầu lãng quên cái vấn đề đó. Nhưng mà với cái vòng cuối là cái vòng mà ngồi đoán cái sự sắp xếp chỗ ngồi của các bạn có cái gì đó liên quan không? Không, tất cả là do bà Miko Lan Trinh mới chỉ. Rồi, nói chung là đội bạn á, đội điệp viên hay, cho bạn quay trở lại vậy đi. Không, không có gì hết, nhưng mà cái này chưa chín. Thôi, thì mình ăn vậy đi. Đây là phần ăn đạm bạc của đội thua. À, chị Tường à, mà mấy bạn, mình vô uống kia không, mình ăn lẩu rồi nha. Chứ để cái này cũng kỳ. Tân ơi, lấy triệu mình mua thêm đồ ăn ăn không Tân? Ông qua đây hưởng đi nha. Mặc cho người ta tranh luận bao nhiêu năm kinh nghiệm rồi. 2 năm kinh nghiệm rồi. Trong đó tôi lần đầu tiên xuất hiện thôi. Rất dễ dàng, không còn gì để nói nữa. 1 triệu. Ăn ngon mà. Trời ơi, sung sướng hôm nay được ăn buffet. Còn cái món ở đây là cái phần của nó là vừa nước, vừa hai cái trứng, lại cái bánh. Chị qua chị nói sơ mà em biết cái gì. Kêu một tay. Này á. Tự lấy à. Các bạn tới đây là hai anh em tôi đã có một cái thỏa thuận nho nhỏ. Thỏa thuận gì? Và nếu như mà em không muốn chọn Bajo, anh cũng không muốn chọn Bajo thì có một cách đơn giản nhất để giải quyết. Là mình quánh tôi xe tại đây đi. Ai thua thì chọn Bajo. Hay. Bajo đó mình muốn mở TV nó thấy cảnh mình ghét tim mình lắm. Thua là chọn Bajo. Đúng rồi, 1, 2, 3. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Đó là lý do tại sao em chọn Miko và chị Cát Tường. Rồi, vậy là Bảo Ngọc sai lầm rồi. Tại vì á, thật ra là dạo này chương trình bị đổi pháo à. Thay đổi rồi. Bà Dô ít nói lại rồi.